Chương 1, Hoài An mê tiền, nghe chọn bộ tại mê audio com. Chương 1, Hoài An mê tiền chiếc đồng hồ báo thức cạnh bàn học vui vẻ làm nhiệm vụ của nó bằng cách gào lên từng hồi. reng 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 rang, ngày một dữ dội, bụp, đồng hồ tắt ngấm, ai đó trên giường lại tiếp tục chìm trong mộng đẹp tôi mơ thấy mình đang đi lạc trong một miền đất xa lạ, trên người vẫn mặc bộ pyjama lúc đi ngủ, bàn chân trần với những ngón sơn xanh, đỏ, tím, vàng sặc sỡ. Đây là đâu? Chợt dưới chân dẫm phải thứ gì đó, tôi cúi xuống nhìn, lập tức đôi mắt phát ra ánh sáng so với đèn pha ô tô còn sáng hơn. Tiền, là tiền đó, từng đồng đô la, euro rồi 500 ngàn đồng quyện lấy nhau, trải dài cả một vùng đất mình giàu to rồi mình sắp làm bá chủ thế giới này em yêu -a, 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 a, tôi hét lên đầy vui sướng rồi thả mình bơi lội tung tăng trong đống tiền bỗng từ xa một người đàn ông trong trang phục công nhân dọn vệ sinh trong tay là chiếc máy hút bụi khổng lồ từng đám tiền bị cuốn bay lên không trung xoay vòng rồi mất hút trong bụng cái máy gớm ghiếc không an hét lên trả lại tiền cho tôi tôi sẽ liều mạng chương 2, đụng độ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, chương 2, đụng độ quả không hổ danh là trường của đại gia có khác chỉ nhìn học sinh ở đây thôi cũng đủ đoán ra cha mẹ họ giàu cỡ nào. Con gái thì giày cao gót, váy đồng phục cách đầu gối 15cm làm nổi bất đôi cho chương 3, trong cơn mưa bỏng ngô tôi đã gặp một tên khốn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Chương 3 trong cơn mưa bỏng ngô tôi đã gặp một tên khố ạp chiếu phim platinum trung tâm thương mại the garden ba ngày trước tôi vừa mới tan ca làm đang hớt hơ hớt hải thu dọn đồ thay quần áo sở dĩ có phần hơi vội vàng vì nay có cái hẹn vô cùng quan trọng chả là hơi bị phấn khởi vụ con gái giành học bổng global school mẹ quyết định trích hầu bao khao cả nhà đi ăn thịt nướng hàn quốc Úi trà, tôi từ bé vốn là đứa nhạy cảm, mà nhạy nhất là với, đồ ăn ngon và tiền. Hai, trách sao được, đó là lẽ sống của đời tôi mà. Trong lúc tâm hồn đang lềnh bềnh trôi theo thịt ba chỉ nướng, ngô ngọt, kim chi và nước sốt, tôi mơ hồ nhìn thấy đôi giày Adidas Superstar sọc đen. Lạ quá, tiệc thịt nướng hình như không có món này mà ta. Những gì diễn ra sau đó khiến tôi ngộ ra một chân lý trong lúc tâm hồn ăn uống trỗi dậy, kẻ đáng ghét nhất thế giới không phải IS hay Hitler mà chính là cái tên chia cách bạn với đồ ăn ngon. Hãy tưởng tượng bây giờ đang là 8 giờ tối trên kênh Today TV, bạn đang xem cô dâu 8 tuổi cùng bà và mẹ, như thường lệ, bạn đang xem một đoạn quay chậm diễn tả nội tâm nhân vật sâu sắc chương 4, đại chiến trong toilet, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, chương 4 đại chiến trong toilet cái tên chết bầm đó hại mình chân đau cũng phải chạy bán sống bán chết tôi vừa đi vừa lầm bầm phải vào nhà vệ sinh xả hết tức giận vào bồn cầu mới được tiện thế dọn rỗng cái bụng để tối nay đại chiến thịt nướng ca ca tôi vội vã chạy vào toilet gần đó mà khổ nỗi buồng vệ sinh này hết giấy yên vị trong một buồng vệ sinh khác tôi bắt đầu tận hưởng cái cảm giác mấy thứ cặn bã trong cơ thể nắm tay nhau chạy ra ngoài sở thích có vẻ quái đản nhưng mà thú nhận đê bạn cũng thấy cảm giác đó rất phê đúng không xong xuôi sự vụ đang tính bỏ ra ngoài thì nghe cái giọng nam quen quen cái con nhỏ khó ưa đó để mình gặp lần nữa thì mình cho nó ra bã khoan đã đây không phải cái tên mông khỉ vừa đụng chúng mình sao ơ ờ mà này đây là phòng vệ sinh nữ đấy nhé thật không ngờ đẹp trai nhường ấy tính tình nhỏ mọn thì thôi đi đằng này lại còn thêm tội biến thái nữa thần linh ơi thời nay trai đẹp đã ít mà chúng nó còn bệnh hoạn nữa hi trích tôi án binh bất động cho đến khi tên kia chui vào buồng vệ sinh lúc này mới gión rén bò ra vừa tính chuồn mà sực nhớ ra cái buồng hắn vào chính là cái buồng hết giấy hắn sẽ xử lý kiểu trương nam bằng hữu của tôi. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Chương Nam, bằng hữu của tôi lớp 11A2, trong không khí có một áp lực vô hình nào đó như muốn bóp chặt lấy tôi. Tên quân đó nhìn tôi như muốn giết người, tức mình, tôi cũng chừng mắt lại với hắn. Hai luồng ánh mắt va chạm trên không trung tạo ra mấy luồng điện xẹt xẹt tưởng như có thể biến mái tóc mượt mà của cô giáo thành chổi xể ngay lập tức e hèm nhận thấy bầu không khí có gì không đúng cô giáo lên tiếng sen ngang hai em quen nhau sau câu nói ấy bỗng dưng cảm thấy sau lưng là một rừng ánh mắt tức giận của hội con gái dành cho mình cũng may mấy bạn ấy không phải vô tình tỉ tỉ trong tứ đại danh bổ biến định ý thành ám khí nếu không mình đã lìa đời trong bộ dạng một con nhím nuốt nuốt nước bọt tôi cười cười trả lời Dạ không có, trông bạn ấy giống bạn khách quen hay mua thịt của mẹ em ngoài chợ thôi, tên đó vẫn không nói khóc rằng từ nãy. Còn nhìn tôi cười bí hiểm lắm làm cho tôi có cảm giác bản thân là món tráng miệng, còn hắn đang trong tâm thế tay giao tay nĩa vậy. Buổi tập trung kết thúc bằng việc xếp chỗ. Khỏi phải nói, tôi được ăn cả rổ, bơ to. Sau cùng, chỉ có bạn béo ở dãy bàn cuối là mở rộng vòng tay chào đón mình. Xúc động đậy xém tí thì bật khóc tôi toét miệng cười cảm ơn đã cho tớ ngồi cùng chỉ có cậu là không lơ đẹp tớ trông thấy nụ cười của tôi bạn ấy lúng ta lúng túng chỉnh lại cặp kính cận lý nhí nói à ờ không có gì cuối buổi học cô giáo dặn tôi qua phòng công tác sinh viên lấy đồng phục bảng tên và giáo trình tôi mới té ngửa khi biết một sự thật soái ca đụng chúng mình là hội trưởng hội học sinh nhé đúng là người đâu đẹp từ trong ra ngoài anh ấy còn khen tên mình hay hí hí tâm hồn cứ gọi là lâng lâng bay bổng may nhờ đống giáo trình học cụ nặng trịch kéo tôi trở lại mặt đất ê giấy vệ sinh giấy vệ sinh ai lại có biệt danh xấu xí như vậy ê tôi đang gọi cô đó tên oan ra đứng chặn trước mặt tôi vóc dáng cao lớn của hắn làm tôi gần như phải ngửa mặt lên trời mới thấy mặt tôi không tên ê cũng không tên, giấy vệ sinh. Tôi thích gọi cô là gì thì gọi, cô quản được chắc tôi bực, trực tiếp bỏ qua anh ta. Chào mừng đến 11A2. Anh ta với theo, một năm học thú vị đang chờ phía trước. À, hy vọng cô còn trụ được đến cuối năm. Hắn biến mất sau một chàng cười lớn. Chắc hẳn anh ta đã chuẩn bị nhiều trò hay để đối phó với tôi đây. Mà thôi kệ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến đâu hay đến đó đi khệ nệ tha được đống sách vở đồ dùng ra cổng trường mới sực nhớ ra quên mất điện thoại ở nhà thế này sao gọi được bố đón đang lúng a à, lúng úng thì một cái xe đạp điện đỗ dịch trước mặt là bạn béo ngồi cạnh sao giờ còn chưa về bạn ấy cười hiền hỏi tớ không mang điện thoại nên không gọi cho bố đón được cậu cho tớ mượn điện thoại nhé, hôm nay về sớm, nhà cậu ở đâu, tớ chờ cậu về, tôi cũng trả khách sáo, leo ngay lên xe bạn ấy ngồi. Trên đường hai đứa chém gió đủ chuyện, hợp nhau ra phết. Bạn bảo bạn tên Trần ra bảo, bạn ấy giành được học bổng lúc bắt đầu lên cấp 3 nên vào trước tôi một năm. Bạn còn bảo, vào trường mới nhiều cái bỡ ngỡ, có gì khó khăn cứ nói với bạn để bạn giúp. Thấy mến bạn ghê, đúng là bằng hữu tốt buổi tối, bố mẹ có hỏi chuyện trường lớp, tôi ậm ừ, trường rất đẹp, các bạn rất tốt với con thực ra chỉ có một bạn tốt thôi, nhưng thế cũng đủ với tôi rồi. Đẳng cấp trường quốc tế thể hiện rõ qua bộ đồng phục. Chất liệu tốt, hình thức đẹp. Áo cộc tay giống đồng phục hải quân, chân váy ngắn trên gối xếp ly lớn, mặc lên xinh ơi là xinh. Phần thưởng vào cấp 3 của tôi là một chiếc xe đạp điện. Loại thường thôi mà vui hết biết từ giờ hoài an đã có xe chính chủ rồi nhá không còn phải chen lấn đi xe của bộ nữa hí hí ngày mai cuộc đời tôi sang chương mới rồi thấy hồi hộp háo hức lắm tự hứa phải học cho tốt sau này tương lai rộng mở lắm tiền nhiều cuột đã giàu còn đẹp còn sợ không lấy được soái ca sao nói đến soái ca làm tôi nhớ tới anh chàng mình đụng lúc sáng tim tự dưng dung lên một ít thôi thôi không nghĩ lung tung nữa hoài ăn ngủ ngon nhé